Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên Tùng chúc em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em lên cho anh em là 1 2 3 4 5 6 7 8 bé chim chào màu anh em nhé. 8 bé chim chào màu rất là đẹp. Chim vừa về anh em nhé. Và em chia sẻ cho anh em cái giá gọi là cực kỳ tốt, cực kỳ yêu thương luôn để về anh em cùng chơi anh em nhé. Đấy, anh em ưng em nào thì sau đây em sẽ quay trực tiếp chi tiết từng bé một cho anh em. Anh em ưng em nào thì cứ nhờ máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Em mua đi ở góc màn hình anh em nhé. Đấy, 8 em chim ngày hôm nay rất chi là đẹp, rất chi là ok anh em nhé. Móng bộ rất chi là đẹp, yếm đậm, màu dày. Đây, bắt đầu em sẽ quay từng em một cho anh em. Đầu tiên là em số 1 anh em này. Em số 1 anh em nhé, em quay sát cho anh em nhìn này. Một bé màu đá lân, yếm đen đậm, đen xì luôn anh em ạ. Rất mau chim anh em nhé. Em này cực kỳ mau chim luôn. Đấy anh em nhìn này, em quay chi tiết cho anh em. Em đứng xa xa một tí, đứng gần này, chim nó vẫn còn hơi hoảng vì vừa về em vừa cho ra lồng ấy. Đây chân tay em quay cho anh em xem này. Chân tay già đét anh em nhé. Đấy, em màu đá lân này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1 triệu mốt anh em nhé. 1 triệu mốt. Yếm đen đậm. Tiếp theo là đến bé số 2 anh em này. Bé số 2 là cũng một bé màu đá lân, yếm đen xì luôn. Chân tay già đét. Đấy. Đây em thử bỏ ra để cho anh em xem nó lên bộ rất chia đẹp nha. Vì chim vừa về vừa tách lồng xong ấy. Em vừa mới tách ra lồng xong. Đấy, anh em thấy ok chưa? Em số 2 anh em nhé. Em số 2 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu. Đấy, em quay chi tiết từng em một cho anh em. Anh em có để thẩm trên clip nhé. Anh em ưng em nào thì nhấc máy alo cho em. Em thì vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm là chim lên tay anh em luôn luôn khỏe mạnh nhé. Đây là em số 2 này. Tiếp theo là đến bé số 3 anh em nhé. Bé số 3 là một bé màu cũng đinh hơi đá lên anh em nhé. Gốc màu dày. Đấy, gốc màu cũng rất là dày anh em nhé. Đấy, em bỏ cho nó lên một tí thái độ cho anh em xem. Hình bộ chim anh em nhìn nó mới thấy đẹp được. Lông mỏng, trường chim. Lắc lư rất là tốt. Đấy, chim vừa về đấy. Vừa cho ra đồng. Quay chia sẻ cho anh em luôn. Đấy, em chim này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 1 triệu mốt anh em nhé. 1 triệu mốt bé chim số 3. Đấy, anh em có thể ngắm trực tiếp này. Em quay cận cảnh này anh em có thể ngắm rõ luôn. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Tiếp theo là đến bé số 4 anh em nhé. Bé số 4. Cái này màu nó đinh ngắn ngắn anh em nhé. Nó em nhiều có khi là cũng gọi nó là chưa được cui đâu anh em ạ. Nó chưa được cui hẳn đâu. Bộ rất chi là ok. Ngày con này về nó vẫn còn hơi mệt một tí anh em ạ. Đấy, em chim số 4 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 800.000 anh em nhé. 800. Em chim số 4, em chia sẻ cho anh em với giá là 800. Đấy, quay ngày này anh em có thể nhìn rất chìa rõ rồi. Tiếp theo là đến bé số 5. Bé số 5 anh em này. Màu đá lân. Gốc màu dày. Yếm đen xì luôn. Đấy. Yếm đen xì cho anh em. Đấy, bé số 5 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 900 anh em nhé. 900.000. Đấy, có cầm mầm anh em ạ. Chim vừa về ra là nó vẫn chưa thể lên hết bộ đâu. Gọi là quay luôn cho anh em đi. Thời tiết ở em, anh em nhìn thấy em cho anh em xem này. Đang mưa này. Mưa phùn này, rét. Đấy, mưa phùn rét đâm ra là con chim vừa về nó cũng lạnh ấy. Đi xa về nó mạnh, nó không dám ra hết bộ đâu.
Tiếp theo là đến bé số 6, một bé màu đinh anh em nhé, đinh nhưng mà nó màu của nó là gọi là cũng hơi có tí đá lân bị, chưa lên bộ ấy, nó chưa lên hết bộ, chúng ta là nhìn nó cũng chưa rõ được con chim. Đây em bỏ ra cho anh em xem nó lên bộ này. Đấy, cũng đá lân anh em nhé. Đấy, em chim số 6 này thì em cũng chia sẻ cho anh em với cái giá là 800 anh em nhé. Tiếp theo là đến bé số 7 này. Bé số 7 đẹp lắm anh em ạ. Gáy ngựa màu đá lân, yếm đen xì luôn, đen đậm. Đấy, muốn ra giọng luôn anh em này. Đây anh em. Gáy ngựa này, hầu bò này. Cái bé số 7 này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 1,2 triệu anh em nhé. 1,2 triệu, bé số 7. Hiếm đen, đen đậm, đen xì luôn, gốc màu dày. Em đi xa xa một tí cho nó xuống. Đây anh em nhìn cái bóng bộ này. Đấy. Đây bóng bộ rất chia đẹp anh em nhé. Hiếm này đen xì luôn, mặt dữ. Đấy, bé số 7 em chia sẻ nhanh cho em với giá là 1,2 triệu anh em nhé. Đây và tiếp theo là đến bé số 8. Đây bé này là do sập lồng bẫy, cái lồng lưng nó hơi xấu xấu một tí anh em ạ. Bộ to dài, màu đinh. Đáy dài, đầu thủ rất là to anh em nhé. Bé số 8 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 900 nghìn anh em nhé. Nói chung là đàn chim hôm nay rất chi là ok. Anh em ưng em nào thì cho bé alo cho em. Mà anh em nếu anh em nào bắt được hết cả 8 em chim này anh em nhé, anh em nào bắt hết được cả 8 em chim này, em sẽ chia sẻ cho anh em cái giá cực kỳ yêu thương để về anh em tách dần ra chơi anh em nhé. Anh em nào bắt được hết cả 8 bé này em sẽ chia sẻ cho anh em giá cực kỳ yêu thương luôn. Chim rất chi là ok, chim toàn bộ là chim chuẩn bẫy đấu anh em nhé. Anh em nào theo dõi kênh của em lâu rồi thì biết những con chim em tuyển cho anh em đa số là toàn bộ những hàng tố chất chất lượng anh em nhé. Em số 5 rất chi là ok này. Thôi clip em cũng quay gọi là ngắn ngắn cho anh em có thể thẩm qua bóng bộ nha anh em. Ưng hôm nào thì nhớ mày alo cho em. Thì giờ nó cũng muộn rồi anh em ạ. Giờ bây giờ nó rơi vào khoảng 5 giờ, trời vẫn đang mưa lạnh lắm. Em trùm vào cho nó ăn uống. Đấy, thái độ của các anh em đứng xa ra thái độ tốt luôn. Đấy, anh em đang xem clip của em này, bất chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký em nhé. Rồi clip em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc anh em qua một ngày mới thì nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em nhé.